Sao muộn thế này rồi em còn ở đây? Sao lúc trước anh không biết em có giọng vịt đực thế này vậy? Quầng mắt đen của em đã có thể tiến vào sở thú rồi. Anh tịch thu tai nghe, đợi âm thanh và trạng thái khôi phục lại, rồi hẳn đến phòng làm việc tìm anh chuột đồ. Chị, lão đại của chúng em nói sáng nay chị sẽ đến, nhưng không ngờ đến sớm thế. Trên bàn có bữa sáng, chị có muốn ăn không? Là anh sai người mua bữa sáng, em không cảm ơn anh trước sao? Tối qua em ngủ lúc mấy giờ? Em điên rồi à? Tự mình nhìn lại mình xem, mỗi ngày ngủ mấy tiếng? Có anh ở đây, em sợ cái gì? Đồ ngốc. Mau ngủ bù đi. Khi nào em tỉnh lại, anh sẽ tập luyện cùng em. Làm ít công to. Nghe thử đi. Khó khăn lắm mới sắp xếp được lịch trình. Chỗ quay cũng đã được quyết định rồi, nhưng nữ chính đã quyết định từ trước. Đột nhiên viêm ruột thừa nhập viện, cho nên... Ê, rõ ràng là giang hồ cấp cứu. Dù sao chị đã xem kịch bản rồi, nhân vật rất hợp với em. Thằng bé sẽ cảm ơn em. Chị, em thực sự cảm ơn chị. Chị đúng là biết lợi dụng em trai mình để tuyên truyền cho nghệ sĩ của mình. Hả? Em từng nghe bài hát này rồi à? À, nhớ ra rồi. Lúc đó chỉ là demo, rất ẩu tả. Em nhớ được sao? Được lợi ích cùng lên mặt. Đợi lát nữa không diễn đàng hoàng cho anh, thì đuổi cả người quản lý của em đi luôn. Anh chính là đạo diễn. Ngoài đạo diễn,
Anh còn là người viết lời, sáng tác nhạc, soạn nhạc, hòa âm, ghi âm, phối âm, PD, có vấn đề gì không? Ca khúc so sánh người bị tình cảm giam lỏng trói buộc như con thú bị vây khốn trong vở kịch một vai. Cảnh quay hôm nay của chúng ta sẽ tiến hành trong lòng. Cho dù là nắm tay, ôm, hôn môi, trong quá trình nam nữ chính quay phim đều không được đưa mắt nhìn vào nhau. Vì bọn họ vẫn luôn diễn vở kịch một vai trong thế giới tình cảm của mình, là một người cô đơn. Chúc mừng, cảnh cá nhân của em đã hoàn thành, còn hoàn mỹ hơn trong tưởng tượng của anh nữa. Tiếp theo là phần hai người chúng ta phối hợp. Nói nhiều quá, đừng để ý đến chân dài của nam chính, cũng đừng khiêu khích quyền uy của đạo diễn. Người nên la là anh mới đúng chứ. Đời hô action rồi. Cho dù là động tác gì, nếu em còn dám nhìn lén anh, còn đỏ mặt nữa thì phải quay lại đó. Nhớ kỹ, ánh mắt không được giao nhau. Xin hỏi, nhìn thấy scandal tình dục của anh, em có cảm giác gì? Lại muốn nói hời hợt cho qua chuyện, nói thật đi, anh muốn nghe. Được, không giận. Vì em không giận nên anh mới giận đó. Người anh để ý không tin là được. Vì sao anh phải giải thích với đám ngu ngốc đó chứ? Có lúc thông minh, có lúc ngu ngốc, giống một loài động vật. Cần anh nói đáp án cho em không? Là em.